Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị đến với bản tin Việt Nam và Thế giới ngày 1 tháng 6 năm 2024 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm Trung tâm Nuôi dưỡng Trẻ Khuyết tật Hà Nội nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Nâng cao thể chất cho trẻ với Thế vận hội Thể thao nhí Olympic 2024. Hà Nội triển khai hơn 900 tổ công tác liên ngành ra quân tổng kiểm tra về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với loại hình nhà trọ. Thưa quý vị, nằm trong khuôn khổ các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, Thế vận hội Thể thao nhí Olympic 2024 đã chính thức quay trở lại Hà Nội. Đây là cuộc thi bò dành cho các vận động viên dưới 1 tuổi được tổ chức thường niên bởi BU Baby nhằm ghi dấu những khoảnh khắc đáng yêu của các bé trong những năm tháng đầu đời, đồng thời tạo ra sân chơi giúp trẻ phát triển thể chất và khuyến khích phụ huynh đồng hành cùng con trên chặng hành trình lớn khôn để cùng con về đích. Ngay từ sáng sớm, hàng trăm gia đình đã đưa con em mình đến làm các thủ tục check-in, nhận thẻ thi đấu. Khu vực thi đấu được chia làm 15 làn đua cự ly 5m và trải thảm xốp nhằm đảm bảo an toàn để các vận động viên nhí thỏa sức bò và giành tấm huy chương đầu đời. Đến tham dự, các thí sinh nhí còn được ban tổ chức trang bị trang phục thi đấu, tất chống trượt, bánh ăn dặm. Ngày hôm nay thì cả gia đình em đã thức dậy lúc 6 giờ sáng để có thể chuẩn bị đến cuộc thi Olympic bò lần thứ 3. Và thực sự là gia đình rất hào hứng với cuộc thi năm nay. Chúng ta dành phần lớn thời gian cuộc đời của mình để đi và bò chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian rất ngắn thôi. Vì thế với cuộc thi Olympic bò năm nay thì thực sự là đã tạo ra một sân chơi rất là thú vị cho các con để vừa ghi dấu ấn của mình trên hành trình phát triển và vừa tạo cho các con một sân chơi để các con phát triển các kỹ năng mềm, sự tự tin và dám vượt qua các thử thách để có thể mang về chiến thắng. Thì thứ nhất là mang đến cái niềm hào hứng, vui vẻ cho đại gia đình của tất cả mọi người. Và cuộc thi mang cái ý nghĩa nhân văn đấy, bởi vì khuyến khích tất cả là các bố các mẹ đưa con mình những cái trải nghiệm đầu đời. Và đây là một cái trải nghiệm rất là đáng quý mà không phải là bé nào cũng có cơ hội. Cuộc thi bò diễn ra với sự tham gia của 200 vận động viên nhí trong độ tuổi dưới 24 tháng. Mỗi lượt thi sẽ có sự tranh tài của 15 bạn. Ngay khi hiệu lệnh xuất phát bắt đầu, các vận động viên nhí đã lần lượt tiến về đích. Có những vận động viên đã nhanh chóng nhập cuộc đua, nhưng cũng có những vận động viên òa khóc hay ngồi trầm ngâm suy nghĩ trước sự cổ vũ nồng nhiệt của ba mẹ. Dù cho muôn hình vạn trạng cách để chạm tay vào vạch đích bằng việc bò, nhưng trên hết, tất cả đều đã chiến thắng trong việc gắn kết các thành viên trong gia đình. Và với mong muốn rằng chúng tôi sẽ có giúp cho các con có một cái sự tự tin, một cái thể chất tốt và đặc biệt hơn nữa là cái sự đồng hành của quý vị phụ huynh đối với sự phát triển của các con. Chúng tôi cũng đã họp bàn với nhau rất là nhiều và rất là lâu về cách tổ chức sự kiện, làm như thế nào để cho các con có một cách cuốn hút nhất, tạo được cái cơ hội giao lưu, trải nghiệm cho các phụ huynh. Và bên cạnh đó cũng sẽ tư vấn cho phụ huynh về những cách mà chăm sóc con cũng như là cách giáo dục con, đồng hành cùng con phát triển. Trong khuôn khổ Thế vận hội Thể thao nhí Olympic 2024, còn có nhiều hoạt động thiết thực như talk show, đồng hành cùng con, với chuyên gia y tế và giáo dục hay khu vực trải nghiệm vận động liên hoàn cho bé. Kể từ lần đầu tiên tổ chức vào năm 2022, cuộc thi đã thu hút sự quan tâm đông đảo của các gia đình không chỉ bởi tạo ra một sân chơi ý nghĩa, an toàn cho các em bé nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, mà còn khuyến khích các bậc phụ huynh luôn cùng trẻ trong các bài tập vận động hàng ngày, giúp con đạt được những cột mốc quan trọng và phát triển toàn diện. Thưa quý vị, nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6 và Tháng Hành động vì trẻ em năm 2024, ngày 31 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm, tặng quà các cháu thiếu nhi tại Trung tâm Nuôi dưỡng Trẻ Khuyết tật Hà Nội. Thăm thực tế cơ sở vật chất, điều kiện ăn ở, nội trú của các cháu tại trung tâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá mặc dù cơ sở vật chất còn không ít khó khăn, hạn chế, song trung tâm bố trí phòng ở phù hợp, chăm sóc chu đáo các cháu theo giới tính và dạng tật. Bên cạnh đó, trung tâm thường xuyên tổ chức cho các cháu các hoạt động vui chơi và tham gia các môn thể thao để rèn luyện sức khỏe. Đặc biệt, Thủ tướng vui mừng được biết, sau khi học xong chương trình giáo dục chuyên biệt cấp tiểu học tại trung tâm, một số cháu được gia đình cho đi học tiếp cấp trung học cơ sở, một số cháu được các công ty doanh nghiệp tiếp nhận dạy nghề và tạo việc làm.
phần lớn các cháu bị câm điếc sau khi rời trung tâm đều có khả năng hòa nhập cộng đồng và tự lập được cuộc sống. Tặng quà và trò chuyện với các cháu thiếu nhi, cán bộ, thầy, cô giáo Trung tâm Nuôi dưỡng Trẻ Khuyết tật Hà Nội. Nhân dịp này, Thủ tướng gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới các thầy cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, ngành giáo dục cùng toàn thể các cháu học sinh trên toàn quốc nói chung và các cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng. Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, không phân biệt đối xử và bảo đảm lợi ích tốt nhất của trẻ em trong các quyết định liên quan, coi đây là vấn đề có tính chiến lược lâu dài. Thưa quý vị, có một lớp học hết sức đặc biệt, không có mùa hè và chỉ bắt đầu vào những buổi chiều muộn. Một lớp học nơi mà sĩ số của lớp chưa bao giờ ổn định dù chỉ một ngày. Và cũng ở lớp học đó, những học sinh đặc biệt có khi vừa học vừa trích thuốc. Đó là lớp học tình thương của các bệnh nhi ung thư ở Bệnh viện Nhi Đồng 2, thành phố Hồ Chí Minh. Đến thăm lớp học vào buổi chiều muộn, tiếng cười nói xôn xao của các học viên đặc biệt thu hút chúng tôi. Nhiều em tay vẫn còn ghim sẵn mũi kim, chờ được truyền thuốc, vẫn say sưa với những bài học. Ở đây học viên đa phần là những bệnh nhi ung bướu, do điều trị kéo dài và gián đoạn việc học ở trường. Bây giờ thì con đã lên top 3 rồi nên là con không còn sợ nữa. Con cảm ơn các cô, các chú ở đây rất nhiều. Học ở đây con cảm thấy rất vui và con học ở đây cũng có nhiều bạn. Con cảm thấy đỡ đau hơn vì lên lớp có những niềm vui khiến con đỡ đau hơn. Gần 8 năm gắn bó với hàng trăm lượt trẻ đến và đi, các tình nguyện viên luôn dành tình yêu đong đầy, ấm áp cho các em. Mỗi trẻ là một kỷ niệm sâu sắc mà họ vẫn lưu giữ lại. Họ gắn bó với những học viên bé nhỏ thân yêu của mình như những người chị, người mẹ và là cô giáo hiền, là điểm tựa tinh thần khi các con chịu nhiều đau đớn trong quá trình điều trị bệnh. Những câu trả lời của các con luôn luôn là những ký ức mà mình không thể quên. Qua đó, mình sẽ nhớ từng cái cử chỉ, ánh mắt và gương mặt của các con. Những cái sản phẩm của các con làm ra từ cái việc mình truyền dạy đã đem lại những cái giá trị mà chúng tôi không bao giờ mà để có thể phạm sai lầm. Và chúng tôi sẽ từ một cái việc đó, chúng tôi sẽ làm tốt hơn nữa từng một giây, từng phút. Mỗi ngày, tại khoa nội trú ung bướu huyết học tiếp nhận điều trị từ 120 cho đến 200 bé. Phần lớn các bé đều ở độ tuổi đi học, đều phải rời xa bạn bè, xa trường, xa lớp. Đây chính là những nỗi niềm khó bù đắp ở lứa tuổi các con. Nhờ có lớp học vui vẻ này mà các em cũng như gia đình có niềm vui và động lực để cho các con hợp tác điều trị bệnh tốt nhất. Sự động viên, khích lệ tạo cho cháu là cái nguồn vui để cho cháu quên đi những lúc mà đau đớn về bệnh tật. Thì tôi thật sự là rất là cảm kích các cô chú phụ trách lớp học ở đây rất là nhiệt tình chăm sóc từng bé một. Lớp học vui vẻ là nơi mang tình yêu của các tình nguyện viên, các y bác sĩ, của những bậc làm cha mẹ đến với con bệnh nhi ung thư, nơi vun đắp tình yêu thương vô hạn đối với những em bé không may, chắp cánh ước mơ cho trẻ vượt lên hoàn cảnh cho dù ốm đau, bệnh tật vẫn lạc quan bước tiếp với tương lai rực rỡ đang chờ đón. Nhân tháng hành động vì trẻ em, ngày 31 tháng 5 tại thành phố Đà Nẵng đã khai mạc chương trình Ánh mắt trẻ thơ nhằm khám, phẫu thuật, điều trị mắt miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh thành miền Trung. Chương trình Ánh mắt trẻ thơ do Bệnh viện Mắt Đà Nẵng phối hợp cùng tổ chức từ thiện thực hiện từ năm 2017, đến nay đã phẫu thuật điều trị cho hơn 200 trẻ em. Năm nay, chương trình dự kiến chẩn đoán và phẫu thuật điều trị cho 100 ca mắt cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn khu vực miền Trung. Hoạt động khám sàng lọc và phẫu thuật điều trị miễn phí diễn ra từ nay đến hết ngày 31 tháng 8 tới. Được biết, trung bình mỗi năm Bệnh viện Mắt Đà Nẵng thực hiện khoảng 400 ca bệnh mắt trẻ em, trong đó khoảng 100 ca không thể phẫu thuật, chủ yếu trẻ bị lác, sụp mi trên 6 tuổi, không được bảo hiểm y tế chi trả và có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số. Do đó, chương trình khám chữa bệnh mắt miễn phí này có ý nghĩa thiết thực và nhân văn, góp phần thực hiện mục tiêu bảo vệ chăm sóc mắt cho trẻ em trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung. Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thông tin về lễ hội Vì Hòa Bình lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam. Theo đó, chương trình khai mạc lễ hội với chủ đề Kết nối những nhịp cầu sẽ diễn ra vào tối ngày 6 tháng 7 tại khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi Bờ Hiền Lương, Bến Hải, gồm chương trình nghệ thuật và màn trình diễn pháo hoa và nhiều hoạt động đáng chú ý như ngày hội đạp xe Vì Hòa Bình, lễ hội văn hóa ẩm thực, chương trình ước nguyện hòa bình và chương trình giao lưu âm nhạc quốc tế giai điệu hòa bình. Lễ hội Vì Hòa Bình có chủ đề Chung tay kiến tạo thế giới hòa bình,
tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm ngày ký kết Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương, kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Thưa quý vị, ngày 31 tháng 5, Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Quảng Bình đã chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp tổ chức khai mạc triển lãm thành tựu kinh tế xã hội với chủ đề Quảng Bình hào khí 420 năm. Theo đó, triển lãm gồm phòng trưng bày chung của tỉnh với 150 ảnh, 170 hiện vật, 74 gian hàng của 46 cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên bảo vật quốc gia, ấn quan tuần phủ Đô Tướng Quân được đưa ra trưng bày tại triển lãm. Thông qua triển lãm, trưng bày hình ảnh, sơ đồ, biểu đồ, hiện vật đã giới thiệu khái quát những thành tựu trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh của Quảng Bình qua 420 năm hình thành, phát triển, đặc biệt là những thành tựu trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, từ đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, quê hương, nhất là đối với thế hệ trẻ, đồng thời tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, thế mạnh và định hướng, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh với bạn bè trong nước, quốc tế, phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Sự kiện sẽ diễn ra đến hết ngày 3 tháng 6. Cũng trong ngày 31 tháng 5, lễ trao giải BCI Asia Awards lần thứ 19 vinh danh 10 công ty chủ đầu tư, 10 công ty kiến trúc và 10 nhà thầu nổi bật nhất Việt Nam đã diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Danh mục dự án của các công ty kiến trúc ưu tú 2024 có tổng giá trị 5,97 tỷ đô la Mỹ được dự kiến sẽ khởi công sớm tại Việt Nam, trong khi danh mục dự án của các công ty chủ đầu tư hàng đầu 2024 có tổng giá trị 3,93 tỷ đô la Mỹ. BCI Asia top 10 công ty chủ đầu tư và top 10 công ty kiến trúc được xét duyệt và công nhận căn cứ vào tổng giá trị phần xây lắp của những dự án đang trong giai đoạn thi công trong năm qua, kết hợp nhân hệ số đối với những công trình được cấp chứng chỉ xanh và bền vững. Ngoài ra, tiêu chí xét top 10 công ty kiến trúc còn dựa vào những dự án giai đoạn tiền đấu thầu nhằm công nhận những nỗ lực thiết kế xanh ở giai đoạn sớm. Ban tổ chức cũng trao các giải thưởng thiết kế công trình xanh Future Art Prize 2024 cho kiến trúc sư, sinh viên kiến trúc và giải thưởng nội thất quốc tế BCI Interior Design Awards 2024 cho các đơn vị đạt giải nội thất trong nước. Thưa quý vị, theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, hiện nay một số hội nhóm trên không gian mạng lan truyền thông tin về việc người nước ngoài xuất cảnh khỏi Việt Nam phải làm thủ tục khai báo tạm vắng, nếu không sẽ bị xử phạt với mức tiền phạt lên tới hàng chục triệu đồng. Về nội dung trên, Công an thành phố Hà Nội khẳng định đây là thông tin sai sự thật, gây hoang mang, ảnh hưởng đến nhiều doanh nghiệp bảo lãnh, sử dụng lao động người nước ngoài cũng như các cơ sở lưu trú có người nước ngoài tạm trú. Theo quy định hiện hành, người nước ngoài phải khai báo tạm trú khi thay đổi nơi tạm trú ngoài địa chỉ ghi trong thẻ thường trú hoặc khi có sự thay đổi thông tin trong hộ chiếu, không đề cập đến việc khai báo tạm vắng đối với người nước ngoài khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Công an thành phố Hà Nội cho biết đã triển khai hơn 900 tổ công tác liên ngành ra quân tổng rà soát, kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với loại hình nhà trọ và các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn thành phố. Riêng đối với địa bàn quận Cầu Giấy, nơi xảy ra sự cố cháy nhà trọ khiến 14 người tử vong, đã có 33 tổ công tác chia làm 3 buổi một ngày để tổ chức tổng kiểm tra, phúc tra, rà soát, đôn đốc, hướng dẫn, kiến nghị đối với 100% loại hình nhà trọ trên địa bàn. Trước ngày 20 tháng 6 tới, việc tổ chức tổng rà soát kiểm tra 100% cơ sở nhà trọ trên địa bàn thành phố sẽ phải hoàn thành. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm, kỹ năng xử lý tình huống chữa cháy ban đầu cho từng người dân đang sinh sống và làm việc tại các nhà trọ. Thưa quý vị, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có công điện gửi các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh về ứng phó với cơn bão số 1. Theo cơ quan dự báo, chiều ngày 31 tháng 5, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía bắc quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão số 1, có tên quốc tế là Malixi. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h, cường độ cấp 8, giật cấp 10. Để chủ động ứng phó với bão, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị các tỉnh, thành phố, các bộ ban ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, thông báo cho các chủ phương tiện đang hoạt động trên vùng biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh.
vùng nguy hiểm trong 12 giờ tới, gồm phía Bắc vĩ tuyến 18, kinh tuyến 110,5 đến 114,5, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Việt Nam và Thế giới ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.